Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin thời sự trưa ngày 3 tháng 12 sẽ có một số nội dung chính đáng chú ý sau đây. Điện đàm giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam, Cuba nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia. Viện Kinh tế Việt Nam công bố báo cáo đánh giá tác động của đại dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh tới các chính sách hỗ trợ cần cụ thể cho từng nhóm ngành. Bảo đảm an toàn thông tin, yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững. Và đây cũng là mục tiêu của các công ty công nghệ Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình hai đảng, hai nước, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng chí Raúl Castro nhấn mạnh, mối quan hệ anh em thân thiết giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước sẽ mãi là mối quan hệ mẫu mực trong thế giới đương đại. Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai về mối quan hệ đặc biệt này. Đồng chí Raúl Castro chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, nhất là những kết quả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Chia sẻ những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra với Việt Nam trong thời gian qua và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ 13. Đồng chí Raúl Castro thông báo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 vào tháng 4 năm 2021 tới đây, khẳng định nhân dân Cuba quyết tâm thực hiện thành công đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội, xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững. Chia sẻ trước những khó khăn của Cuba đang phải đối mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành với Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa, chia sẻ cả thành công và hạn chế của quá trình đổi mới 35 năm qua, nỗ lực giải quyết các khó khăn nhằm duy trì và phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Cuba, đặc biệt trong vấn đề cung ứng lương thực và hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại Cuba. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em. Trong đó, quan hệ giữa hai đảng đóng vai trò định hướng quan trọng. Phải thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, xét nghiệm những người đã tiếp xúc với những bệnh nhân COVID-19 mới được ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu kép trong cả năm sau. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11. Tất cả các tỉnh thành đều phải đề cao cảnh giác thực hiện 5K, trước hết là đeo khẩu trang và khử khuẩn tay, nhất là ở những nơi đông người và giao thông công cộng. Những nơi phát hiện người mắc COVID-19 như ở thành phố Hồ Chí Minh cần thần tốc quyết liệt truy vết đến đâu thì khoanh vùng hợp lý, chặt chẽ đến đó, không làm quá rộng gây tê liệt các hoạt động kinh tế xã hội. Khả năng tiếp cận vaccine vẫn chưa rõ ràng, do đó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chiến lược đã từng mang lại hiệu quả tốt, đó là kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để từ bên trong và chữa trị hiệu quả. Tuyệt đối không để lọt những người có nguy cơ xâm nhập bệnh COVID-19 vào bệnh viện. Đây là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các sở y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát lại toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, cách ly và cho xét nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ. Rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ cao như là hồi sức tích cực, khoa điều trị người cao tuổi, chạy thận nhân tạo, tim mạch, hô hấp, kiểm soát chặt người vào ra, các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế. Mặc dù suốt thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng ngay khi có các trường hợp F1 và F2 liên quan đến ca bệnh 1342 và 1347 được phát hiện, các trường cũng đã lập tức có những phương án xử lý, bên cạnh đó là siết chặt công tác phòng dịch.
Trường Đại học Công nghệ Hutech ngay lập tức phát đi thông báo khẩn cho sinh viên toàn trường nghỉ học từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12 để phòng chống dịch COVID-19. Vì bệnh nhân 1342 là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, học hệ đào tạo từ xa của trường. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia và hàng loạt trường đại học khác cũng cho học sinh nghỉ học vì có những ca F1, F2 liên quan. Bên cạnh đó, các trường cũng chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Trong thời gian các em nghỉ thì trường tiếp tục tăng cường các cái biện pháp như là khử khuẩn các cái phòng học, các cái lối đi chung, tay nắm cửa, vân vân, và cũng chuẩn bị cho tất cả các cái điều kiện đến khi mà tình hình để các em có thể đi học lại. Còn tại các cơ sở giáo dục phổ thông, hơn 2.000 học sinh của trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ quận 6 cũng đã được nghỉ học, lý do vì 4 giáo viên ở hai trường này có liên quan đến ca bệnh 1342. Ngoài ra, các trường khác cũng đều tăng cường siết chặt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là các trường nằm trong khu vực có liên quan đến các ca nhiễm mới. Đến thời điểm này, thì trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du có 72 cái bồn rửa tay. Nhà trường đã trang bị được 22 cái dụng cụ đo thân nhiệt. Và hiện nay đã trên 5.000 cái khẩu trang y tế đã mình đã chuẩn bị. Rồi đồ bảo hộ, rồi cái kính mà để chống bắn tia. Những cái yếu tố đó để mình xử lý những tình huống đặc biệt nó xảy ra. Em cảm thấy rất là lo lắng, em cảm thấy rất là nguy hiểm vì nó ảnh hưởng rất nhiều đó là cái cuộc sống sinh hoạt bình thường của em và cuộc sống học tập. Cả em và các bạn đều cần phải nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các trường học, thì các trường cũng đã yêu cầu mọi viên chức, người theo học phải thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Trong thời điểm này thì việc thực hiện đầy đủ và nghiêm túc công tác phòng chống dịch là vô cùng quan trọng. COVID-19 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng mang tính hủy diệt, nhưng cũng tạo áp lực hình thành các sáng tạo để tồn tại và chung sống với dịch. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 và các gói kích thích kinh tế vừa được Viện Kinh tế Việt Nam công bố. Tác động tiêu cực là điều không thể phủ nhận của dịch COVID tới kinh tế Việt Nam. Nhưng khi phân theo nhóm ngành cụ thể, thì báo cáo đã phân biệt rất rõ các nhóm ngành chịu tác động từ tiêu cực tới hưởng lợi. Tiêu biểu các ngành được hưởng lợi như phương tiện phần mềm, giáo dục học từ xa, bảo hiểm nhân thọ có mức tăng từ 18 đến 46%. Trong khi đó, các ngành bị ảnh hưởng lớn là dịch vụ trực tiếp với mức giảm lên tới 18%. Ngoài ra, nhiều yếu tố tích cực khác như vốn FDI và xuất nhập khẩu cũng hỗ trợ kinh tế Việt Nam. Cái dòng vốn đầu tư FDI ấy, nó sẽ chạy sang Việt Nam một lượng lớn. Vì vậy là kinh tế Việt Nam của mình ấy, tôi cho rằng nó có một cái tốc độ phát triển đều. Thậm chí nó sẽ phát triển mạnh hơn một chút, bởi vì một là mình có kinh nghiệm trong cái việc chống Covid, hai nữa mình cũng nhìn nhận được các cái lợi thế để mình tận dụng. Đại dịch cũng là cú hích đối với quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam, nhưng chưa đủ để quá trình này được thực hiện trọn vẹn. Vì vậy, thời gian tới cần các chính sách rõ ràng, dài hạn tập trung cho các nhóm ngành công nghệ số. Đây là điều mà các gói hỗ trợ trước chưa làm rõ. Nên lựa chọn là hỗ trợ cho những doanh nghiệp là có tương lai là cái chuyện là đúng. Ví dụ như là doanh nghiệp là khởi nghiệp sáng tạo chẳng hạn, những doanh nghiệp trong lĩnh vực là công nghệ chẳng hạn, đấy, thì sau Covid hoặc là thậm chí trong Covid nếu được hỗ trợ là kịp thời đúng liều lượng ấy, thì người ta cũng có thể bứt lên, và chính những doanh nghiệp ấy là những doanh nghiệp có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Báo cáo cũng đưa ra đề xuất khi xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay cần cập nhật tình trạng mới của đại dịch và các yếu tố hỗ trợ tích cực như các FTA mới, xu hướng dịch chuyển dòng đầu tư để đưa ra các phương án tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hay rút lui linh hoạt cho từng nhóm ngành cụ thể. Tiếp theo là phần điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Báo Điện tử Nhân dân dẫn thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 của Việt Nam ước đạt 24,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 11 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 255 tỷ đô la Mỹ, trong đó đã có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua, tiếp đó là Trung Quốc, EU, ASEAN và Nhật Bản. Báo điện tử VN Economy có bài viết xuất khẩu thủy sản có thể đem về 8,58 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa cho biết, sau khi giảm liên tục trong nửa đầu năm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam bắt đầu hồi phục từ tháng 7 và có tăng trưởng 2 con số từ tháng 9. Đến tháng 11 năm 2020, xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 868 triệu đô la Mỹ. Nhờ sự phục hồi trong 3 tháng gần đây, dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm nay sẽ đạt tương đương năm ngoái với 8,58 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư Nhật Bản gia tăng đầu tư vào tỉnh Bình Dương là tiêu đề bài viết trên báo điện tử Le Courrier du Việt Nam. Theo đó, bất chấp những khó khăn do COVID-19 gây ra, trong 10 tháng đầu năm 2020, Bình Dương đã thu hút được hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.900 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 35,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện Nhật Bản là quốc gia đứng đầu trong số 64 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bình Dương. Báo tin tức thành phố Saratov của Nga đã dẫn phát biểu mới đây của Bộ trưởng Bộ Y tế tỉnh Saratov Oleg Kostin, ca ngợi Việt Nam là một điển hình trong phòng chống COVID-19. Ông Oleg Kostin cho rằng Việt Nam giảm thiểu hậu quả nặng nề của dịch COVID-19 nhờ vào những biện pháp phòng dịch triệt để. Những người đưa tin giả về dịch bệnh hay là từ chối đeo khẩu trang sẽ bị phạt hành chính cho đến khởi tố hình sự. Bài báo cho biết thêm, dân số Việt Nam đông gấp gần 40 lần so với tỉnh Saratov, nhưng chỉ khoảng 1,3 nghìn người bị nhiễm bệnh. Trong khi đó, tại tỉnh Saratov, con số này lớn hơn rất nhiều. Trong phần tiếp theo của bản tin trưa nay, ban hành nghị quyết tổng thể về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trở thành chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3 là bước đột phá quan trọng của chính sách dân tộc. Tình hình dịch bệnh khiến sản phẩm ùn ứ, giá cả bấp bênh, nông dân nhiều nơi sau vài vụ chịu lỗ đang vật vã với bài toán có sản xuất tiếp vụ Tết hay không. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 12 cũng là ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2020 với chủ đề là Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Việt Nam thì có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với hơn 14 triệu người, chiếm gần 15% dân số cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với hệ thống chính sách bao phủ toàn diện và ưu tiên nguồn lực đầu tư, sự chủ động của người dân, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển đột phá, vươn lên mạnh mẽ, tạo sự bứt phá, đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước. Những con đường mới được mở ra, những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hay du lịch cộng đồng, đó là những gam màu tươi sáng đang dần trở nên gần gũi và phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp xây dựng hàng vạn công trình, đường, điện, trường học ở các vùng dân tộc thiểu số. Gần 97% hộ dân tộc thiểu số được sử dụng điện, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm 2-3% mỗi năm. Trong giai đoạn 2010-2020, chỉ tính riêng chương trình 135 và các chính sách dân tộc, ngân sách trung ương đã đầu tư 30.000 tỷ đồng. Điểm nổi bật là ở nhiều nơi, đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động vươn lên thoát nghèo. Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của chúng ta đã có sự quan tâm rất đặc biệt đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó thì ưu tiên nguồn lực đầu tư và tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết so với chính vùng dân tộc thiểu số và miền núi như giai đoạn trước đây thì đã có một cái sự phát triển rất là vượt bậc. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 88 phê duyệt Đề án Tổng thể Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây được coi là bước đột phá trong chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc, trở thành chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3 bên cạnh hai chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết đã đề ra những giải pháp quan trọng để giải quyết được một số hạn chế bất cập hiện nay, trong đó có việc quyết định chính sách đi liền với quyết định ngân sách, thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù
của vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, phát huy vai trò của cơ quan quản lý công tác dân tộc các cấp và vai trò giám sát của Quốc hội trong quá trình thực hiện, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất. Đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành nghị quyết tổng thể về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, là sự tích hợp các chính sách nhằm tập trung trong đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán. Tổng nguồn kinh phí cho chương trình này lên đến hơn 104.000 tỷ đồng. Phấn đấu 5 năm tới, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần so với năm 2020, giảm dần tiến tới không còn địa bàn đặc biệt khó khăn vào năm 2030, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi về tín dụng giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, nỗ lực cao nhất phấn đấu chủ trương của Đảng và Nhà nước chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dành riêng một chương trình mục tiêu quốc gia đã khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, sớm đưa vùng này phát triển toàn diện, bền vững, đi lên cùng cả nước. Tại buổi họp báo chính phủ diễn ra vào chiều ngày hôm qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã làm rõ hơn những điểm mới trong Nghị định 137 về quản lý sử dụng pháo. Thủ tướng Chính phủ ban hành với Nghị định 137 thay thế Nghị định 6, thì cái Nghị định 137 này là quy định là pháo nổ và bị cấm sử dụng trừ các trường hợp được nhà nước cho phép. Thế còn pháo hoa là loại pháo mà không có thuốc nổ, mà chỉ tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây tiếng nổ, thì khái niệm pháo hoa theo Nghị định 137 thì thay đổi hơn so với Nghị định 36 cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng pháo hoa trong dịp lễ Tết sinh hoạt, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đồng thời quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được mua pháo hoa tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, hay nói khác là pháo được sản xuất trong nước. Có thể nói là 11 năm sau khi Nghị định 36 ban hành thì chúng ta đã quản lý tốt so với trước đây rất nhiều. Trước đây là mua nhập lậu pháo, sau khi có Nghị định 36 là cái vấn đề liên quan đến sử dụng đốt pháo và đã đưa vào quy lát. Đây là cái thành công mà chúng ta đã quản lý tốt. Mưa lũ, dịch bệnh, có lẽ chưa năm nào người nông dân lại chịu nhiều khó khăn vất vả như năm nay. Đặc biệt do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sản phẩm ùn ứ không tiêu thụ được, giá cả bấp bênh khiến suốt từ đầu năm người chăn nuôi đứng ngồi không yên. Mùa sản xuất Tết là cơ hội cuối cùng để nông dân có thể vực dậy, thì lúc này hy vọng ấy cũng trở nên mong manh. Ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, vùng chăn nuôi lớn nhất Đông Nam Bộ. Chưa tính tiền công nuôi mấy tháng trời, xuất bán hơn 12.000 con gà nhưng bà Trang lại không thu về được đồng lãi nào. Suốt một năm nay, lần nào bán gà thì lần đó bà Trang bị lỗ vốn, ít thì 50 triệu, nhiều thì gần 100 triệu đồng. Chính vì vậy, dù hai tuần trở lại đây, giá gà đã nhích lên nhưng bà Trang cũng quyết định là không chăn nuôi cho đến vụ Tết sắp tới. Càng nổ vậy thì làm sao? Đấy. Rất năm nay là năm Covid cho nên là từ hồi 10 năm nay, nuôi gà chưa có năm nào mẹ bị như vậy hết. Ví dụ nó bị nửa này, nó còn nửa kia. Đây nó bị rét hết từ đầu năm rồi. Giá cả bấp bênh nên càng nuôi càng lỗ. Đây cũng là tình cảnh của người chăn nuôi heo. Nhập về 200 con heo giống với giá cao, hy vọng lúc bán ra sẽ bù vào phần lỗ lạ trước đó. Thế nhưng giá heo hơi suốt một tháng qua lại liên tiếp xuống, nên nông dân cầm chắc phần lỗ vốn khi xuất bán. Vì vậy nên hàng triệu hộ chăn nuôi heo tại Đồng Nai cũng đang đứng ngồi không yên với vụ Tết. Hồi kỳ nhập ấy là đã 4 triệu 2 một con. Thì chi phí tiền ăn uống vào nữa thì nó khoảng vào hao hụt nó vào 3 triệu. 3 triệu mà mình vừa đi khảo giá thì nó bảo heo đẹp lắm mới được 6-8. Thì chả biết là đến lúc về cân thì cái giá tình hình giá như vậy thì chẳng biết rồi. Chắc không có lời, lỗ. Với cái năm nay thì từ người chăn nuôi heo đến chăn nuôi gà đều không dám dự đoán được là giá nó sẽ như thế nào, cho nên là cũng không dám đầu tư để có thể là hy vọng vào dịp Tết có được cái nguồn thu tốt. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, sản phẩm ùn ứ không tiêu thụ được, nguồn cung vượt cầu khiến giá bán thấp hơn giá thành sản xuất. Thêm vào đó, giá cả lại bấp bênh lên xuống thất thường, kéo dài cả năm trời, nên mùa vụ Tết này nhiều nông dân e ngại trong sản xuất. Bài toán đầu ra tiếp tục không có lời giải. Vậy là nông dân lại tiếp tục câu chuyện chăn nuôi chạy theo giá cả.
Thấy vật nuôi nào đang có giá tốt thì ồ ạt chuyển đổi mô hình chăn nuôi từ gia súc sang gia cầm, từ gia cầm chuyển qua gia súc như nhiều năm nay. Hôm qua tại Hà Nội, sản phẩm bảo hiểm các rủi ro trên không gian mạng CyberGuard đã được ra mắt. Đây là sản phẩm đầu tiên trên thị trường Việt Nam bảo vệ khách hàng trước các rủi ro trên không gian mạng như là giao dịch giả mạo, lừa đảo bán lẻ trên kênh trực tuyến, tống tiền qua mạng, trộm cắp danh tính và phục hồi tổn thất do sự tấn công mạng. Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội, đơn vị cung cấp sản phẩm bảo hiểm này, cam kết bồi thường cho khách hàng trong vòng 36 giờ kể từ khi khách hàng cung cấp đủ hồ sơ liên quan. Sản phẩm sẽ có 18 lựa chọn khác nhau về quyền lợi và mức phí bảo hiểm linh hoạt với mức bồi thường tối đa là 15.000 đô la Mỹ. Bảo đảm an toàn an ninh mạng là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững. An ninh mạng chỉ có thể đảm bảo khi một quốc gia làm chủ được công nghệ và sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn an ninh mạng của mình. Đây là ý kiến được đưa ra tại sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2020 với chủ đề là An toàn an ninh mạng Make in Việt Nam, yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện đã làm chủ được 90% hệ sinh thái các sản phẩm an toàn an ninh mạng, phục vụ cơ quan đảng, nhà nước. Đến đầu năm 2021, Việt Nam sẽ làm chủ 100% các dịch vụ này. Trên thế giới, có rất ít nước có thể làm được điều này. Việc tự chủ công nghệ về sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin dựa trên các nền tảng mở sẽ là giải pháp căn cơ để đảm bảo an toàn an ninh mạng tại Việt Nam. Các doanh nghiệp an toàn thông tin thì ở Việt Nam thì thực sự là chúng tôi ở đây và hiểu được những cái nhu cầu thiết yếu của đất nước mình, những cái lĩnh vực mà sẽ được ưu tiên chuyển đổi số đầu tiên, cho nên chúng tôi luôn luôn là cập nhật công nghệ theo cái hướng đó. Chúng tôi vừa tuân thủ tiêu chuẩn để chúng tôi cũng đảm bảo cái việc là người Việt Nam cung cấp dịch vụ và an toàn thông tin do chính Việt Nam phát triển thì chúng ta sẽ đảm bảo được an toàn thông tin. Trong phần bảo mật điện toán đám mây thì thực ra cái quan trọng nhất là đảm bảo dữ liệu trực tuyến và an toàn dữ liệu cá nhân cho tất cả những khách hàng cuối. Cái phần mà bảo mật online cũng là một cái xu hướng cho Việt Nam có thể tăng cao các sản phẩm trực tuyến. An toàn thông tin chính là rào cản lớn cho chuyển đổi số. Bởi nếu không chuẩn bị tốt, người dùng sẽ e dè và không dám đưa thông tin lên mạng. Vì vậy, an toàn thông tin phải là ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số. Dự báo, tỷ trọng đầu tư cho an toàn thông tin sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Tập trung vào các giải pháp, hệ thống mạng, 5G, tự động hóa. Vấn đề bảo vệ danh tính người dùng đang ngày càng được xem trọng. Một trong những cái điều quan trọng là chúng ta cần phải chuẩn bị cả những cái chương trình trước mắt nhưng cũng cả những cái chương trình dài hạn. Ví dụ như là đào tạo nhân lực, ví dụ như là có những cái thay đổi cải tiến thường xuyên về mặt pháp lý và những cái chế tài pháp luật cho nó phù hợp để cho nó tạo điều kiện phát triển đúng hướng và mạnh mẽ. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường an toàn an ninh mạng trong nước với trọng tâm là hệ sinh thái các sản phẩm an toàn an ninh mạng Việt Nam. Đây sẽ là tiền đề căn bản để đưa Việt Nam trở thành một cường quốc về an ninh mạng. Trong phần cuối của bản tin như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Quý vị đừng quên sử dụng ứng dụng VTV Go của chúng tôi bằng những cách đang hiển thị ở trên màn hình để có thể xem các chương trình của VTV4 mọi lúc mọi nơi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.